Nó kêu như là mô gì là Phật, mô gì là Phật.
mà bình thường á ban ngày á thay phải nửa tiếng hồn, ta sợ quá thay có năm phút rồi, con đứng lên chờ lên chạy tiếp, chạy tiếp là tới cái nhà dân, cái nhà dân họ nó ở đi hồn được tới đi trở lại đây là qua cửa nhờ quý dân dân tộc đồng bào rất thích đó là cái kỷ niệm mà mình nhớ mãi. Thôi cũng nói là trong những cái chuyến đường mình đã từng đi nhiều những cái đó là kỷ niệm nhất về đến nhà cũng là đó là cái kỷ niệm kia khi thầy nói đó mà ở đó là các bạn nhớ rõ cái kiến nên mình thì có một cái kỷ niệm là năm 2020 và ban đầu tổ chức ngàn năm thương long thì đối với hồi đó thì cái việc mà đi thành phố này thì luôn luôn nhớ thứ nhất thành phố ta và có người nói là một quý gia của hai những bộ hầu mình đi vừa nãy thì đây ra Hà Nội thì đoàn có hơn là nãy đi đầu tiên sáng 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 từ đây năm phút bắc buổi chiều đã có mặt ở đây rồi và cũng một ngày sau ngày thứ hai là đã có mặt ở đây rồi và trong những ngày qua thì đoàn có mặt giữ tay kia kìa đúng rồi. Nhìn đây, đốm, độ mà. Đốm. Nhìn đây. Đốm ơi, đốm. Ba này. Đốm, đây nè. Con té, sợ. Rồi. Chuẩn bị. Cái này cũng đều số tay hết đúng không? Tắt xe đèn rút rồi.